heo. Hello, xin chào mọi người, Bạch Mi và Mèo. Đã quay trở lại rồi đây. Lâu không nói chuyện với nhau thì cho Mi giải bày tâm sự một chút nhá. Thì Mi không biết với các bạn nam thì sao, nhưng mà với các bạn nữ và đặc biệt là riêng cá nhân Mi thì sẽ có những ngày kiểu cảm thấy tâm trạng nó tụt mút cách kinh khủng, cảm thấy lúc mà ngày hôm nay nó rất là tồi tệ, nó rất là chán mà kiểu mình không có hứng thú làm bất cứ một việc gì ấy. Mọi người cứ tưởng tượng ấy, con gái sẽ có những ngày là như những quả bóng, chỉ cần mọi người cầm một cây kim, mọi người chọc nhẹ cái đầu kim mà thôi, tụt là nổ luôn, kiểu dễ vỡ ấy. Mọi người chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi có thể khóc òa bất cứ lúc nào. Ví dụ như là có những ngày nhá, Mi chỉ đơn giản đang ngồi xem một chiếc clip về đời sống, về cuộc sống hoặc về thiên nhiên, cây cỏ, bạn bè rồi tình yêu các thứ, rất 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 nhiều thứ, và cái clip này nó rất là bình thường thôi, nhưng mà những lúc đấy tự nhiên mình ngồi mình nghĩ lại như kiểu chiếc clip ấy nó đang nói về cuộc sống của mình, về bản thân của mình, hoặc là khi mình nhìn thấy những người bạn của mình ở trên mạng này càng ngày càng giỏi giang này rồi thành công hơn thì mình lại cảm thấy ôi sao bản thân lại kém cỏi thế, các thứ các kiểu bla bla vân 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 đấy. Xong rồi tự nhiên mình ngồi mà khóc tu tu như một con điên. Mi không biết là các bạn nam ấy khi thấy những bạn nữ mà đang yên đang lành tự nhiên ngồi hòa khóc như thế thì mọi người thấy thế nào, và đặc biệt là những cái bạn mà có người yêu ấy, đang yên đang lành người yêu mình ngồi khóc tu tu ấy, hỏi thì chả nói, tại vì chắc chắn là những lúc đấy bạn nữ bạn chẳng biết tại sao bạn khóc đâu, kiểu tự nhiên cảm thấy oan ức khóc rồi mà cũng chẳng biết lý do vì sao ấy. Xong đấy thì các bạn nam chắc sẽ nghĩ trong đầu là mấy con bánh bèo nó bị làm sao ấy, bị dở hơi ấy, ai làm gì mà khóc, ta làm gì sai quê. Và hôm nay thì Mi cũng muốn thử xem con chó lửng đấy, một người con trai chính hiệu đấy, thì khi thấy một người con gái tự nhiên đang yên đang lành khóc tu tu thế, không biết con chó lửng nó sẽ xử lý nào nhỉ. Ok. What the hell? Mọi người ạ, thật ra từ nãy Mi chỉ giả vờ khóc để ghi âm thôi. Chứ hôm nay tâm trạng của Mi rất vui vẻ. Đây sẽ là cái để tí nữa con chó lửng sẽ được nghe. Ok mọi người, bây giờ Mi sẽ đi ra ngoài. Xong bây giờ Mi sẽ cho mọi người nghe thử tiếng khóc nhé. Bây giờ em xem phải có vấn đề gì em phải nói với anh để con giải quyết chứ. Mở cửa nó sẽ nào. Em phải xem là có vấn đề gì chứ, để anh xem vấn đề gì xong ngồi khóc mình vậy. Sao đấy em ơi, giờ sao tự nhiên đi ngồi khóc thế? Em có vấn đề gì thì em nói để anh giải quyết. Để anh có làm gì sai thì em cũng phải nói để anh còn biết anh giải quyết chứ. Em cứ mở cửa ra xem nào, sao không nói gì vậy? Khóc mãi thế. Mở cái cửa ra xem nào. Thôi đừng khóc nữa em ơi. Em xem em có vấn đề gì em nói với anh nào. Em cứ ngồi khóc cứ đi. Chán thế nhở. Đừng có chốt cửa đó. Anh biết là anh lâu lâu làm sai vấn đề gì thì em cũng phải nói chứ. Em cứ ngồi em khóc mình xong rồi em như con tự kỷ ấy. Ai mà biết vấn đề gì để giải quyết. Em bị đau cái gì, em mất cái gì, hay là em bị tổn thương cái gì thì em phải nói, cứ ngồi khóc một mình đóng cửa. Mở cửa ra thế nào. Mở cửa ra. Ôi giời
bây giờ em cứ định ngồi khóc như thế mãi à? Thế là bây giờ em cứ ngồi em khóc đi, em cứ khóc đi. Anh ngồi đây anh đợi. Khóc xong chưa lâu thế? Khó chịu thế nhỉ? Ok, bây giờ thử vào xem con chó ấy nó đang làm gì rồi, từ nãy khóc hơi lâu rồi đấy. Anh ngồi trên cửa phòng em đấy. Đi. Anh ngồi đây. Đứa nào khóc con này đấy? Ai biết? Đứa nào khóc rồi? Đứa này này. Ai trưởng? Vai cả trưởng ạ. Em từ nãy cứ quỳ ở trước cửa phòng em đấy ạ. Mình ngồi nói chuyện với một cái loa. Vai trưởng ạ. Từ nãy anh nói những gì cả, từ nãy anh làm những gì? Anh có làm gì đâu. Có làm gì mà hãy quỳ trước cửa phòng người ta. Anh ngồi chết nghe khóc rồi mà. Yêu. Mày mở cửa ra thế nào? Đây. Kỳ đâu, anh chỉ hỏi xem em đang làm gì, em cứ khóc rồi. Thế sao rồi em cứ khóc rồi, anh thấy thế nào? Thì anh bảo, thì em thấy cứ khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại người. Mày đừng có đi ơi, tao quay lại hết rồi, tí tao xem, tao biết ngay, tao sẽ cho mọi người biết. Ai trưởng à. Anh đừng có quan tâm em, nhìn đi kìa. Ai trưởng. Bây giờ nói chuyện với tâm sự với cái loa, dỗ dành cái loa. Mọi người thấy chưa? Tài diễn xuất của My chưa bao giờ là gọi là thấp kém nha. Chỉnh diễn xuất hơi bị đỉnh cao ấy. Làm gì có chỉnh diễn xuất, chỉ có chỉnh khóc thôi em. Khóc thì có là một phần trong diễn xuất rồi. Đây là giọng điệu ăn vạ đúng không? Chỉ có những đứa ăn vạ mới có kiểu khóc. Ôi, còn khi mà khóc theo kiểu đau buồn bình thường ấy, là người ta sẽ ngồi nước mắt tuôn xuống, đầu óc suy nghĩ linh tinh. Còn những đứa trẻ con khóc giả tạo ấy thì nó mới khóc kiểu. Nói chung là giả tạo hay không thì không biết, nhưng mà con đứa quỷ trước phòng người ta dỗ dành nãy giờ. Ok mọi người, mọi người đấy chưa, nếu mọi người thích clip này nhớ like và subscribe HMTN nha. Bye bye mọi người.